Thưa quý vị, một ngày đẹp trời, có việc phải đến ngân hàng giao dịch hay là có nhu cầu đi vay vốn chi tiêu tiêu dùng, mua nhà hay là mua xe, thì bỗng dưng quý vị được thông báo rằng mình đang dính một khoản nợ xấu ở một tổ chức tín dụng nào đó. Nợ xấu được hiểu là nợ khó đòi khi mà người đi vay không thể trả nợ lúc đến hạn phải thanh toán như đã cam kết trong hợp đồng tín dụng. Và nói cách khác, nợ xấu chính là những khoản nợ đã quá hạn thanh toán trên 90 ngày. Và khi mà quý vị dính nợ xấu thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi mà muốn vay vốn của ngân hàng hay là của một tổ chức tín dụng nào đó ở những lần sau. Tưởng chừng là làm sao có chuyện mà trên trời rơi xuống như vậy, nhưng mà thật ra gần đây đã có một số cá nhân gặp phải trường hợp này. Như là trường hợp của một người đàn ông tại Hà Nội mới đây, khi mà anh ra ngân hàng để làm thủ tục gia hạn thẻ tín dụng, thì bất ngờ phía ngân hàng thông báo trên Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia CIC, anh đang có một khoản nợ xấu tại một công ty tài chính. Khoản nợ xấu này đã bị lưu giữ trên CIC từ năm 2019, nhưng mà anh không hề hay biết. Hay một trường hợp khác chia sẻ trên báo điện tử VnExpress rằng năm 2016, tôi làm rơi chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe, và đến năm 2020, tôi phát hiện mình bị nợ xấu vì mua trả góp điện thoại. Tôi chỉ phát hiện sự việc khi mà đi mở thẻ tín dụng. Theo thông tin từ Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia CIC, thì từ năm 2015 cho tới năm 2020 thì CIC đã xử lý 456 đơn thư khiếu nại, và riêng trong năm 2020 là 165 đơn. Trong đó, riêng về nợ xấu thì chiếm khoảng 60%, giả mạo chứng minh nhân dân là 55 trường hợp, và các trường hợp giả mạo chứng minh nhân dân chủ yếu là các hồ sơ vay qua app điện tử của các công ty tài chính hay là cho vay trả góp. CIC thì cũng chỉ ra 3 nguyên nhân khiến cho một số trường hợp bị dính nợ xấu mà không hề hay biết. Thứ nhất là khách hàng bị các đối tượng làm giả hồ sơ, mạo danh để mà qua mặt hệ thống tín dụng. Thứ hai là cho người quen mượn giấy tờ như là chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc là bị đánh rơi những giấy tờ này. Và thứ ba, các đối tượng xấu sử dụng thủ đoạn tinh vi lừa người dân cung cấp giấy tờ tùy thân, đưa thẻ tín dụng hoặc là cung cấp những cái mã OTP. Công nghệ 4.0 thì giúp cho thủ tục vay vốn ngày càng nhanh gọn hơn, nhưng mà nó cũng có mặt trái. Lợi dụng quy trình vay online đơn giản qua ứng dụng điện thoại của các ngân hàng, tổ chức tín dụng, khi chỉ cần nhập thông tin cá nhân rồi cung cấp giấy tờ gồm căn cước công dân, giấy đăng ký xe, v.v. là có thể vay tiền. Thì gần đây, hình thức nhận làm giấy tờ giả xuất hiện rất nhiều trên mạng xã hội. Và đây chính là cách mà các đối tượng lừa đảo và chiếm dụng vốn vay từ các tổ chức tín dụng. Những hội nhóm làm căn cước công dân, giấy phép lái xe xuất hiện nhàn nhàn trên Facebook. Để tăng độ uy tín, các hội nhóm này tung các sản phẩm làm giả với cam kết không giống thật, không lấy tiền. Giao dịch nhanh gọn, giá chỉ từ 1 đến 3 triệu đồng. Khách có thể làm các loại giấy tờ với thông tin mình mong muốn. Các bạn bị qua Zalo, họ tên ngày tháng năm sinh các kiểu các bạn, thông tin chứng minh của bạn á. Cái này ảnh, cầm tiền lót tiền máy bay các kiểu rồi. Muốn làm cái gì cũng được hết, bạn gửi thông tin qua mình làm theo yêu cầu nha. Hết giấy tờ giả thì sim điện thoại có tin nhắn cho vay tiêu dùng của các ngân hàng cũng trở thành mặt hàng để mua bán, cho thuê trên mạng xã hội. Những hội nhóm với cả chục nghìn thành viên hoạt động nhộn nhịp, giá mua sim thì từ 1 đến 1,5 triệu đồng. Thật ra là cái sim hiện tại là bên em bán ấy, nó chả được tên của ai cả, tức là sim chủ cũ thôi. Còn đôi khi mà sang tên thì nó không ảnh hưởng gì đến cả cái khoản vay cả. Tuy nhiên, ở thị trường này, các sim cho thuê mới là mặt hàng được săn đón hơn cả. Giá thuê thì từ 4 triệu đồng. Người cho thuê chỉ cần nhập số căn cước công dân của người muốn vay. Người muốn vay sẽ lấy mã OTP để vay tiêu dùng. Nếu mà khách muốn cái không trả thì cùng lắm nó chỉ gọi điện vào số điện thoại để nhắc bạn bảo bạn là báo khách đóng tiền thôi. Còn đâu nếu mà bạn không muốn dùng sim nữa thì bạn có thể hủy sim. Hoặc là bạn có thể chặn số nạ thì sẽ không ảnh hưởng gì cả. Tuy nhiên, theo các chuyên gia bảo mật, hình thức mua bán, cho thuê sim rất rủi ro và là hành động tiếp tay cho lừa đảo. Cộng với các dịch vụ làm giả giấy tờ nhàn nhản hiện nay, người bán, cho thuê sim có thể sẽ phải gánh nợ cả chục triệu đồng. Cái sim mà được các tổ chức cho vay, họ đồng ý, tức là chứng tỏ rằng họ đã là một người có cái điểm, họ có cái tích lũy và cái quá trình sử dụng tốt. Thì rõ ràng là nếu như mình cầm cái sim, ai đó đi mua cái sim đó, quay ra những cái tổ chức cho vay, nguy cơ cho các cái tổ chức mà họ đang cho vay đúng đắn, họ sẽ mất cái khoản tiền bởi vì những cái nợ xấu giống như vậy. Và mình thấy rõ ràng cái này nó đang cái hình thức là nó đang lừa đảo. Không chỉ vậy, hình thức như là đóng giả người tham chiếu, người thân cũng bắt đầu xuất hiện với mục đích tăng độ uy tín cho đối tượng vay. Các chuyên gia cảnh báo, người dân có thể để lộ thông tin cá nhân,
và trở thành con nợ của các tổ chức tín dụng đen thông qua việc trao đổi thông tin cá nhân trên mạng xã hội. Không đợi nước đến chân mới nhảy, không phải chờ lúc có việc cần thì mới đi xem lịch sử tín dụng của mình như thế nào. Quý vị hoàn toàn có thể kiểm tra xem chúng ta có dính nợ xấu hay không và cần phải làm gì nếu tự dưng bị dính nợ xấu dù là không đi vay tiền. Hãy nghe các khuyến cáo từ đại diện Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia CIC. Để mà biết được cái tình trạng tín dụng của mình thì khách hàng vay có thể có hai hình thức. Thứ nhất là có thể đến các cái địa điểm của Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam, hoặc cách thứ hai là có thể tra cứu thông tin online trên cái cổng thông tin kết nối khách hàng vay trên web là cic.gov.vn hoặc là cái app trên điện thoại thông minh là CIC Credit Connect. Trong trường hợp mà khách hàng khi tra cứu thông tin tại CIC mà phát hiện ra mình có cái nợ xấu ở các tổ chức tín dụng thì khách hàng cũng không nên quá lo lắng. Nếu mà chúng ta không có cái quan hệ tín dụng cũng như là không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng, điều thứ nhất là chúng ta phải liên lạc với cái tổ chức tín dụng mà bị nợ xấu, hoặc là liên lạc với Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam để phản ánh cái thông tin không chính xác về mình. Bởi vì hiện nay chúng tôi có quy định về chỉnh sửa cái thông tin nếu mà thông tin có sai sót và có quy định rõ thời gian để chỉnh sửa. Trao đổi với phóng viên chúng tôi thì CIC cũng có thêm cảnh báo rằng có một số trường hợp người dân còn được mời gọi xóa nợ xấu bằng cách là chuyển cho đối tượng một số tiền. Bạn đang muốn vay tiền nhưng bạn đang nợ xấu, muốn vay được thì phải làm dịch vụ. Phí như thế nào, bao nhiêu? Phí từ 10 đến 15% trên tổng số tiền vay và phải trả phí trước. Tin vào lời mời gọi của một người tự xưng là nhân viên của ngân hàng tại Hà Nội, người phụ nữ này đã chuyển 5 triệu đồng tiền phí cho đối tượng để được vay 50 triệu đồng mà hai bên đã cam kết. Tuy nhiên sau khi chuyển tiền, đối tượng đã cắt liên lạc. Nó nói là nó đã duyệt được 20 người được duyệt vay bình thường, nhưng mà bây giờ họ không vay nữa. Mình là người nợ xấu thì họ luồn mình vào thay vào các cái hồ sơ được vay đấy. Thì là coi như được duyệt vay rồi thì cứ thế là được vay thôi. Tương tự, người phụ nữ này cũng đã mất 10 triệu đồng khi tin vào những lời quảng cáo cho vay nhanh gọn, thủ tục đơn giản, giải ngân trong ngày hàng trăm triệu đồng. Chỉ cần gửi ảnh chụp chứng minh nhân dân mà không cần phải ra trực tiếp ngân hàng. Vay ngân hàng là phải qua rất là nhiều những cái thủ tục mà em thì không đáp ứng được những cái thủ tục đấy, nhưng mà vay qua đối tượng đó thì em lại vay rất là đơn giản và dễ dàng. Theo đại diện các ngân hàng, chiêu trò của các đối tượng thường là lập ra danh sách các cá nhân mà các đối tượng đã thu thập được trên mạng xã hội Facebook, Zalo, ứng dụng vay tiền online, tín dụng đen. Từ đó các đối tượng đã xây dựng kịch bản, giả danh là nhân viên hoặc cán bộ ngân hàng, gọi điện thoại cho nạn nhân để chào mời vay tiền. Để tạo lòng tin, các đối tượng thường hướng nạn nhân vào các website giả mạo ngân hàng, cùng với những bức ảnh thành tích giấy khen, bằng khen của đối tượng tại ngân hàng. Hiện các ngân hàng đều khẳng định họ không hề có chính sách tiếp cận khách hàng nào như trên và đó hoàn toàn là giả mạo. Hiện nay chúng tôi không có chính sách nào tiếp cận với khách hàng, đặc biệt là khách hàng đang có nợ xấu, thông qua điện thoại và yêu cầu khách hàng trả một cái khoản phí để có thể được cung cấp khoản vay. Chúng tôi khuyến cáo khách hàng là khi giao dịch với ngân hàng, đặc biệt là các giao dịch liên quan đến vay tiền, phải gặp trực tiếp nhân viên tư vấn để tư vấn và tìm hiểu về khoản vay. Thứ hai là với ngân hàng thì luôn luôn có cái biểu phí, và đặc biệt là chúng ta ngân hàng chỉ thu phí sau khi các giao dịch mới được hoàn thành, cho nên chúng ta sẽ không đóng bất cứ một khoản phí nào trước khi giao dịch được hoàn thành. Khách hàng cũng được khuyến cáo là rằng không bao giờ chuyển tiền qua internet banking hay mobile banking, hay tự động chuyển tiền để thanh toán bất cứ khoản phí nào.